Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo một chiếc đèn pin mini siêu sáng. Các bạn thấy hay thì nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Mình hứa sẽ làm những clip sáng tạo hơn nữa để gửi tới các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Thank you.
giờ thì chúng ta đã hoàn thiện được chiếc đèn pin làm từ ống xe sủi đúng các bạn. Các bạn thấy clip hay thì nhớ ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Mình hứa sẽ làm những clip hay và sáng tạo hơn nữa để gửi tới các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Tạm biệt các bạn.